sau đây xin mời quý vị cho một tràng pháo tay rất là lớn, nồng hậu, đặc biệt chào đón nữ nghệ sĩ Huong Lan. Huong Lan xin thân ái kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị có một sức khỏe. Và lời chúc đầu tiên gửi đến quý vị là chúc sức khỏe quý vị và chúc quý vị có một đêm thưởng thức văn nghệ thật vui và thật thoải mái. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Huong Lan. Bài hát đầu tiên xin được mời quý vị thưởng thức là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Bài hát được mang tên Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lan. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu Hoài Lan, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Hãy subscribe cho kênh Huong Lan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát thứ hai trong phần trình diễn của Huong Lan đêm nay, xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác rất quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Chiếc áo bà ba. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Huong Lan về để hát mà đêm nay rất là vui mà được hát cho quý vị nghe, và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị trong một ngày rất gần đây. Và bài hát thứ ba gửi đến quý vị cũng là một bài hát mà Huong Lan đi đâu cũng được khán giả thương và đi đâu cũng được khán giả nhắc mà phải hát cho được. Không biết quý vị có nhớ bài gì không? Còn thương rau đắng mọc sau hè. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
canh. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Rồi, sẽ chiều lòng quý vị, chị Huong Lan sẽ muốn làm gì làm. Thì hát nữa đi em à. Huong Lan rất tiếc là không có cái đờn cải lương, chứ nó có hát cải lương cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ không có thì mình hát chay được không? Huong Lan hát cho quý vị nghe hai câu giọng cổ mà hát chay không có đàn. Mời quý vị nghe. Bây giờ có hai bài nữa, quý vị nghe bài nào? Bài Bà Mẹ Quê với lại bài Lòng Mẹ. Lòng Mẹ. Dạ, mời quý vị nghe Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ. Sanh con với bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bên mới sanh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Rồi từ đó sao mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nghe, nên con đạp con chồi lắm. Khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Huong Lan mong rằng nếu mà lần tới Huong Lan đã được đến đây hát cho quý vị nghe, thì Huong Lan sẽ nói với ban tổ chức là phải cho Huong Lan một cái đàn cải lương để hát cho quý vị nghe bốn câu giọng cổ. Dạ. Không có đờn á, can câu nữa hả? Chín tháng cưu mang với mười ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã tới bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lá lùng khúc ta. Vui vì con của mình nay nó sợn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm tạ quý vị.